hướng dẫn tới vụ xô xát này. Phút thứ 93, nghĩa là đang trong thời gian đá bù giờ và tỷ số lúc đó đang là 1-1. Thủ môn Ngô Hoàng Kiệt của Vĩnh Long đã phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Trịnh Tấn Thành của Đồng Tháp trong vòng cấm. Trọng tài Trương Thế Toàn chỉ vào chấm phạt đền. Thế nhưng ngay lập tức, như chúng ta thấy rõ, một số cầu thủ Vĩnh Long đã lao vào trọng tài Toàn và hành hung vị trọng tài này. Một số người khác cũng đã lao vào sân rượt đuổi đánh ông Toàn. Đây là những hình ảnh mà chúng ta không thể chấp nhận được. Rất may là do có điều kiện thể lực tốt, trọng tài Toàn đã chạy được và không bị thương nặng. Nhưng Toàn cho chúng tôi biết, ông chỉ bị trúng một cú đá vào bụng sau khi các cầu thủ Vĩnh Long xúm quanh ông. Ngay chiều hôm nay, hội đồng trọng tài đã xem lại băng ghi hình và kết luận rằng quyết định phạt 11m đội Vĩnh Long của trọng tài Toàn là hoàn toàn chính xác. Tiếp sau khi bị giờ đánh, trọng tài Toàn cùng các giám sát đã yêu cầu hai đội tiếp tục thi đấu, nhưng phía đội Vĩnh Long đã không chấp hành và đây được coi là tương đương như một hành động bỏ cuộc.